Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trò bài Tarot for Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Ngày thứ ba, ngày 27 tại tháng 8 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào? Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi. Ngày thứ 3 ngày 27 tới tháng 8 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 1. Đây mình thấy các bạn tụi một là những người đang có một sự gọi là muốn làm gì đó mới mẻ trong cuộc sống của mình Có thể là bạn đang nghiên cứu tham gia một cái lĩnh vực gì đó mới, một kiến thức mới Ngoài ra mình thấy có thể là bạn đang tìm kiếm con đường tự do ha Hoặc là có khả năng cuộc sống của bạn đang bước sang một cái giai đoạn chuyển đổi, một cái giai đoạn bước ngoặt Một cái cuộc sống cũ có sự kết thúc và mở ra một cái chu kỳ mới một cuộc sống mới với một cái sự hướng về tinh thần nhiều hơn Các bạn đang có một sự phát triển tâm linh và được kích hoạt cái trí tuệ uh, thiên liêng của bạn khá là nhiều trong thời điểm này dạo gần đây có thể là bạn thích ở một mình nhiều hơn ha đây mình thấy có thể là bạn đang có sự gọi phát triển nâng cấp kỹ năng làm việc khả năng gọi là trao chuốt hơn cho công việc hoặc là nâng cấp tri thức có thể năng là các bạn những người sống cũng khá là tình cảm và có thể bạn đang chờ đợi tin tức gì đó hoặc là một cái sự hỗ trợ gì đó có khả năng trong thời gian tới sẽ có những người hỗ trợ giúp đỡ cho công việc của bạn nó hanh thông hoặc là có thể những cái kế hoạch gì đó của các bạn nó sẽ hoàn thành ha trong ngày này mình thấy có thể là bạn sẽ đọc được một số câu chuyện khá là thương, tâm trên mạng xã hội hoặc là có thể một số bạn hơi cảm thấy um, mệt mỏi gì đó và có thể một số bạn có thể là bạn sẽ đi rút tiền ha ngoài ra thì có khả năng là trong giai đoạn này các bạn ăn uống cẩn thận kỹ lưỡng giai đoạn này mình thấy không khí có vẻ nó hơi bất ổn cho nên là à, có một sự biết giữ gìn sức khỏe của mình cũng như cái vấn đề gọi là ăn uống ăn chính uống soi để tránh cái vấn đề rối loạn tiêu hóa dạ dày rồi đó ha hoặc làm trong ngày này có thể một số bạn các bạn cũng sẽ lên từng bước một à, thực hiện những cái bước tiến cho cái tương lai của mình hoặc là có thể là bạn sẽ dự đoán được một cái tình thế gì đó một cái tình huống gì đó sẽ xảy ra một số bạn ở đây thì có thể là các bạn nên cẩn thận cái vấn đề củi lửa hoặc là bạn xem được tin tức liên quan đến cháy nổ. Ừ. một số bạn có thể là tính sửa chữa xây dựng nhà cửa chẳng hạn. trong ngày này mình thấy có thể là bạn có một cái sự làm giấy tờ hồ sơ hoặc là có liên quan đến luật pháp. Ừ. một số bạn thì có thể là các bạn đi đường ha có thể là coi chừng có một sự gặp những chốt kiểm tra đó. Ừ. Nếu có liên quan đến vấn đề pháp luật, pháp lý gì đây Hoặc là có thể là xem được khá nhiều tin tức liên quan đến những cái điều luật mới Hoặc là có những người họ bị rơi vào vòng lao lý Có những người có khả năng là bị phá sản thất bại hay gì đó chẳng hạn Và Có những người có thể tham lạm rơi vào cái giai đoạn gọi là ngục tù Mình thấy là như vậy Và đồng thời trong ngày hôm nay các bạn tránh tranh cãi, cãi vã với người khác Để tránh uh, uh, chút những cái mụn phiền vào người ha các bạn sẽ uh, có một cái trạng thái cảm thấy hơi bị thiếu thốn gì đó hoặc là có khả năng vào cuối ngày các bạn hơi mỏi mệt các bạn chỉ muốn ở một mình thôi. Hoặc là nghỉ ngơi hoặc là các bạn được nhắc nhở là hãy tập trung vào những gì mình có nha, hãy có một sự biết ơn những cái điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hãy thực hiện cái điều đó mỗi ngày để bạn có thể thay đổi chuyển đổi cái hoàn cảnh của bạn tốt hơn. Uh, bởi vì những gì bạn nghĩ nó sẽ ứng vào cuộc sống của các bạn á. Uh, và có thể là bạn sẽ tìm ra được một cái uh, hướng dẫn một cái giải pháp hoặc ai đó cho bạn lời khuyên, hỗ trợ có thể một số bạn các bạn được làm việc cho một công ty mới hoặc là tham gia một số lĩnh vực mới gì đó nhưng mà bạn thấy bạn chưa đủ tự tin cho nên một số bạn vẫn còn có vẻ ơi e, e dè hoặc là rụt rè ngoài ra ở đây thì có sự nói chuyện với người yêu nên có sự tìm hiểu kỹ lưỡng nguyên nhân lý do câu chuyện để tránh tranh cãi mâu thuẫn rồi chia tay cô đơn ha có thể có shipper đến tìm ừ. hoặc là bạn có sự tương tác khá là nhiều người mang năng lượng nam trong ngày. Đồng thời các bạn làm việc đừng quá sức để ảnh hưởng đến tim mạch của các bạn hoặc nhắc nhở người thân cái vấn đề này. À. Và đi đừng đi đến những nơi có độ cao. Đây mình thấy cái khả năng bạn xem một cái bộ phim điều tra hoặc là có khả năng điều tra nguyên nhân lý do một cái vấn đề gì đó ở đây. À. Hoặc là xem những bộ phim liên quan đến thám tự tư vân vân. Ở đây một số bạn có thể là sẽ có sự từ bỏ những thói quen không tốt gì đó của các bạn. Và ở đây trong cuộc sống của bạn bất kỳ những cái sự từ chối nào là điều bảo vệ các bạn đó. Cho nên là đừng có buồn ha. Đôi khi có khả năng một số bạn tìm công việc nhưng mà có thể chưa được nhận vào làm hoặc là nó chưa phù hợp có nghĩa là một cái cơ hội tốt hơn đang dành sẵn cho các bạn vì của các bạn hãy chú trọng rút kinh nghiệm để nâng cấp chính mình hoặc có thể năng một số bạn các bạn có sự từ chối một ai đó chẳng hạn một số bạn nam có thể là sẽ từ bỏ hút thuốc ừ. Đây mình thấy các bạn có sơn dâng lên lời cầu nguyện với ơn trên về một cái vấn đề gì đó ở đây. À, các bạn đừng có lo trong ngày này cái vấn đề gì đó của bạn nó sẽ có một cái kết quả tốt đẹp thôi. Có thể một số bạn các bạn đi làm giấy tờ cho nên phải uh, chờ đợi ha kỹ vậy. Cái tình hình mà các bạn lo ngại nó sẽ được từ giải quyết một cách công bằng và hợp lý ha. Và đồng thời bạn sẽ hài lòng với kết quả đó vũ trụ đã nghĩ ra một kế hoạch vượt quá sức tưởng tượng của các bạn có thể bạn sẽ không tha nhìn thấy cái giải pháp ngay lúc này nhưng mà bạn hãy tin tưởng rằng nó sẽ đến bạn được hướng dẫn hay bày tỏ những cái nỗi lo lắng tức giận của mình cho thiên thần Michael và bạn không còn phải mang bất kỳ những gánh nặng nào cho bản thân mình bạn càng có thể buông bỏ và để cho ơn trên phụ trách thì kết quả thuận lợi của bạn nó sẽ càng được thể hiện nhanh hơn một số vấn đề pháp lý sẽ được giải quyết theo hướng có lợi cho các bạn hoặc là có thể một số bạn sẽ có một cái kết nối lâu dài hợp tác hoặc là um, có sự tương trợ với um, những người quý nhân chẳng hạn ha có sự tương trợ qua lại hoặc là có thể một số bạn sẽ nhận được công việc bạn mong muốn và tiền bạc đang đến với các bạn hoặc là những cái sự mâu thuẫn gì đó nó sắp xảy ra ở những cái sự mâu thuẫn sắp được chữa lành rồi cho nên đừng quá um, buồn ha nghĩ vậy một số bạn ở đây thì mình thấy um, các bạn hãy luôn thể hiện cái sự thật sự rõ ràng trong ngày nha Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào dạ các bạn hai xin chào các bạn tụ 2 bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem cơ ngày thứ ba ngày 27 tháng 8 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở. Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. giờ mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 hiện tại có khả năng các bạn là những người rất là quật cường, rất là kiên định và có khả năng rất là lý trí. Một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn đang cố gắng bảo vệ cho chính kiến lập trường của mình hoặc cố gắng vươn lên trong cuộc sống mặc dù có khả năng mọi thứ có vẻ hơi bất ổn các bạn là những người rất là soi nổi thông minh nhạy bén và biết cách ăn nói khôn khéo ha. Nên mình thấy có thể là bạn cũng đang có những cái lời khẳng định tích cực về những cái điều mà mình mong muốn như là một cuộc sống gia đình hạnh phúc ấm êm mọi người đều sống trọn vẹn hoặc là cha mẹ được mạnh khỏe vân vân. Ừ. tuy nhiên thì có thể mọi thứ nó diễn ra chưa theo mong đợi hoặc là chưa có được một cái điều sáng láng gì đó cho nên dạo gần đây có thể một số bạn hơi cảm thấy bí bách hoặc cảm thấy tương lai có sự mịt mờ số bạn ở đây có thể là bận rộn quá mức hoặc là có thể dạo gần đây các bạn cảm thấy mệt mỏi ê ẩm mình mẩy nhức đầu và có sự cạn kiệt ý tưởng chẳng hạn ừ. bạn cảm thấy giống như mình bị trói vào một cái điều, một cái điều gì đó hoặc có một tình huống gì đó mà chưa có thể giải thoát được ừ. bạn đang cố gắng rồi là sống lạc quan hơn tích cực hơn hy vọng mọi thứ nó sẽ mau trôi qua trong ngày này mình thấy có thể là bạn sẽ có những cái sự gọi là di chuyển Hoặc là bạn có thể là có những sự gọi là uh, tin tức gì đó đến với các bạn ừ. Hoặc là một vài bạn có thể là các bạn sẽ uh, Sự cố gắng, nỗ lực, làm việc, chăm chỉ và có thể là bạn sẽ chứng kiến rất là nhiều chim chóc trong ngày uh, Ngoài ra mình thấy có thể bạn sẽ gặp khá là nhiều người đó Và đặc biệt có thể là những người nữ là nhiều và có người nam nữa ha ừ. Có thể có một cái người nữ lớn ừ, trưởng thành và có khả năng người này giỏi ăn nói hoặc là một người có sự lý trí, khôn ngoan, tỉnh táo, thận trọng. Và một người nam thì có thể là cũng uh, khá là trưởng thành và trưởng chạc và có thể là một người lãnh đạo hoặc người có khả năng ăn nói rất là hay. Và có thể hai người mang năng lượng nữ trẻ tuổi, chăm chỉ làm việc siêng năng. Nữ hoặc là nam ha, uh, và có sự gọi là một người thì rất là nhanh nhẹn, một người thì có sự thận trọng và chậm mà chắc. Ừ. Và ra có thể một số bạn mua sắm gì đó có thể shipper đến tìm Trong ngày này mình thấy có thể vào giữa ngày các bạn cảm thấy hơi mỏi mệt Thật là còn nghỉ ngơi thì các bạn cứ cho bản thân của mình nghỉ ngơi Và bên cạnh đó một số bạn có vẻ cảm thấy hơi um, hơi cảm lạnh ha Hoặc là có thể sức khỏe không được tốt Các bạn nhớ chăm chút sức khỏe của mình nhiều hơn Một số bạn có thể sẽ đi rút tiền ha Có khả năng rút tiền hết trong ngân hàng hoặc là một vài bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn ăn uống kỹ lưỡng hơn trong thời điểm này hoặc ừ. có một cái sự thất thoát tài chính gì đó Rồi ngoài ra mình thấy có thể là có sự kết nối một người mang năng lượng nam nữa đây là một người trẻ tuổi thông minh và có khả năng là ưa hành động chủ động trong cuộc sống có thể là bạn sẽ đi đến một cái hội nghị hoặc là đi chùa đi nhà thờ gì đó vân vân ừ. hoặc là đi đám cưới cho nên gặp gỡ khá là nhiều người có thể có những cuộc gọi thông báo chẳng hạn ở đây mình thấy dường như các bạn rất là cần cái hơi ấm hoặc là có thể là bạn cần phải có một cái sự là giữ ấm cơ thể nha đừng tắm khuya ăn uống thận trọng ăn chín uống sôi để ý cái vấn đề vệ sinh thực phẩm và nghỉ ngơi cân bằng mình thấy có thể sau cái giấc nghỉ ngơi ngủ nghỉ gì đó các bạn thì có thể là các bạn sẽ sôi động trở lại các bạn sẽ có sự hào hứng hoặc là tinh thần của mình có sự phấn chấn trở lại nên yeah. bạn cũng sẽ nhận ra một cái sự thật hoặc là có thể bạn sẽ um, có một cái cuộc thông báo hoặc là một số bạn có thể dự tính mua thêm cái gì đó thiết bị điện tử gì đó chẳng hạn Và các bạn kiểu, à, có thể một số bạn đi đứng cẩn thận nhớ đem theo giấy tờ đầy đủ, quá chừng có thể gặp những cái chốt kiểm tra. Ngày ra có thể một vài bạn sẽ được lên chức chẳng hạn, hoặc là trong ngày này làm gì cũng có sự gọi là tính toán thận trọng, à, đừng có vội vàng, đừng có vội vàng đưa ra quyết định hoặc là đừng có vội vàng làm bất cứ điều gì để tránh có những cái sự thất thoát. có thể có bạn ở trong cái trạng thái chờ đợi gì đó ở đây nè đây mình thấy có thể là bạn có sự kết nối với bạn bè ha hoặc là kết nối với đội nhóm gì đó hoặc là có thể lên trang mạng gặp khá nhiều bạn bè online chẳng hạn ngoài ra có thể mình thấy các bạn sẽ cố gắng thực hiện đúng lời hứa của mình hoặc là ai đó sẽ giữ lời hứa của các bạn là các bạn có sự ký hợp đồng gì đó thì hãy tìm hiểu kỹ giấy tờ rõ ràng ha điều luật điều lệ sau đó để hoặc là nhờ luật sư hỗ trợ để bạn không có tự gọi là um, hiểu sai ký sai thiệt thòi về mình ngoài ra mình thấy có thể là bạn sẽ xem được những cái video liên quan đến gia đình chăm sóc nhau yêu thương nhau hoặc là bạn được gia đình ba mẹ hỗ trợ à. hoặc là có thể là có một uh, cặp đôi nào đó khá là hạnh phúc có con ha vân vân ở đây mình thấy cái thiên thần đã nghe thấy lời cầu cứu của bạn và câu trả lời của ngài đến với bạn thông qua cái thông điệp này là hãy có một sự gọi là rời đi bạn đã phải chịu đựng một cái tình trạng độc hại gì đó quá lâu rồi cái việc mà bạn đầu tư thời gian và sức lực mà nó không mang lại cho bạn kết quả tốt cho sức khỏe thì cái trải nghiệm này không có lợi cho bạn hoặc những người khác có liên quan ha bạn không cần phải sống trong tiêu cực hãy bước đi mà không có cảm thấy tội lỗi hay là do dự và đồng thời các thiên thần sẽ hỗ trợ cho bạn để bạn có thể đảm bảo cái sự gọi là Um, chi tay này diễn ra một cách hài hòa nhất có thể và thiên thần Michael sẽ che chắn và bảo vệ các bạn. Hãy làm theo sự hướng dẫn bên trong của bạn trong từng bước và quá trình chuyển đổi nó sẽ diễn ra suôn sẻ. Một số bạn có thể nộp đơn xin việc mới hoặc là bạn có khả năng là giải độc khỏi rượu thuốc lá hoặc là các loại um, đồ hóa chất gì đó độc hại chẳng hạn hoặc có thể một số bạn sẽ gặp chuyên gia tư vấn về mối quan hệ. ha và ngoài ra thì ăn các bạn có sự ăn uống uh, lành mạnh hơn hoặc là một số bạn chuyển nhà mới nói chung là có một cái sự rời khỏi một cái tình huống gì đó và hãy đảm bảo rằng môi trường của bạn không có quá chất và chất độc ở đây mình thấy có thể một số bạn các bạn uh, 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 có có một cái sự ẩm uh, um, rài ăn uống cái gì đó và bạn cảm thấy không có được khỏe hoặc ở trong cái tình trạng gì đó bạn cảm thấy không có được tốt thì có thể là bạn nên kết thúc nó ngay và luôn ha đừng có ở trong cái trạng thái đó nữa hoặc là đừng có dùng cái loại đó nữa kiểu vậy ừ. nó không tốt cho sức khỏe các bạn hoặc là một số bạn các bạn cảm thấy ai đó đối xử bạn không tốt thì um, lợi dụng hay gì đó thì đã đến lúc các bạn gọi là kiểu thanh lọc bạn bè kiểu vậy rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn. Ai à, xin chào các bạn tổ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tổ 3 để xem ngày thứ 3 ngày 27 tới tháng 8 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào. Và đây là những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Giờ mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tổ 3. Các bạn tuổi ba dạo gần đây rất là nặng nề, mệt mỏi Các bạn cần phải nghỉ ngơi, đúng không thôi các bạn sẽ bị ảnh hưởng vấn đề sức khỏe Hoặc là tệ nhất là có khả năng liên quan đến đột quỵ hoặc là tim mạch nha Đây mình thấy có thể một số bạn đang trong cái quá trình rời khỏi những cái điều gì đó tiêu cực Có thể từ bỏ công việc không phù hợp hoặc là rời khỏi một cái tình huống gì đó Khi mà cảm thấy rất là mệt nhoài, nặng nề một Số bạn ở đây đang chọn lựa cho mình những cơ hội mới hoặc là những cái hướng đi mới gì đó có thể có một số bạn đang chọn lựa người yêu Hoặc là có thể vừa mới kết thúc một cái mối quan hệ áp lực Hoặc là một số bạn đang thu hút người yêu đến với mình kiểu vậy Các bạn có khả năng là sắp có sự đào hoa ở đây hoặc là bạn đang có khả năng là chuyên tâm hơn vào những cái điều mình muốn tập trung vào cái điều đó và có khả năng thu hút nó đến nhưng mà các bạn đòi hỏi và phải có sự tập trung các bạn đừng có mong lung hoặc là đừng có gọi là phân tán tư tưởng ha. mình thấy các bạn trong ngày này có thể có một cái sự gọi là đủ đầy về tài chính hoặc là có thể có sự kết nối một người mang năng lượng nữ đây là một người thông minh có khả năng kinh doanh tốt có tiền có bạc khôn khéo hay là bạn bè hoặc chị của bạn hoặc sếp vân vân ngoài ra mình thấy có thể bạn sẽ nhận được một cái món quà hoặc là lời khen hoặc là có thể một số bạn có sự kết nối với người yêu trong ngày Um, hoặc là có thể một số bạn nữa có sự phân dân lựa chọn giữa như nhiều món đồ hoặc là những cái người yêu chẳng hạn vân vân. Thế các bạn có sự kết nối với yếu tố nước ngoài ở đây có thể là đọc tin tức nước ngoài rất là nhiều hoặc là học ngoại ngữ um, hoặc là có khả năng có người thân ở nước ngoài gọi điện về thăm. Um. Một số bạn có thể là có những liên quan vấn đề pháp lý với tờ hồ sơ gì đó và phải giải quyết trong ngày có thể nó sẽ hoàn thành xong. Có thể một số bạn ở trong cái trạng thái chờ đợi hoặc là không biết là kết quả ra sao à, thì mình thấy có thể là kết quả sẽ tốt cho các bạn hoặc là một số bạn đi rút tiền cho nên là phải chờ đợi ha làm giấy tờ rồi đó à, ký kết ký hóa đơn vân vân à, một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn được khuyến khích thể có sự trung thực à, rõ ràng trong ngày khả năng một vài bạn đi rút tiền là nhiều ha hoặc là có thể năng mua bán vàng gì đó trong ngày ngoài ra thì có thể là các bạn um, sẽ được được khá nhiều tin tức liên quan đến vấn đề pháp lý giấy tờ hồ sơ gì đó hoặc là những cái điều luật điều lệ mới hoặc là có khả năng là có một cái uh, tin tức gì đó liên quan đến uh, yếu tố ngân hàng ha có một cái khối gì đó nó bị sụp đổ chẳng hạn hoặc là ai đó làm ăn bị uh, thất thu hoặc là bị phá sản ừ. hoặc là có những người uh, bị rơi vòng lao lý đây là có nhiều tin tức uh, hơi bị giật uh, gân ha, xuất hiện. Và có khả năng bạn có sự kết nối một người uh, có khả năng là có sự kết nối với luật sư hỗ trợ các bạn trong việc ký kết giấy tờ hồ sơ hoặc là có thể một số bạn sẽ nhận bằng cấp chứng chỉ liên quan đến những cái khóa học ngoại ngữ hay gì đó của các bạn chẳng hạn. Hoặc là bạn đọc được tin tức ở thế giới có liên quan vấn đề như tranh cãi, mâu thuẫn hoặc là những cái khói sụp đổ những khối nhà bị gọi là vỡ vụn vân vân hoặc là có thể có tin vấn đề liên quan đến động đất chẳng hạn và ngoài ra thì mình thấy một số bạn ở đây các bạn sẽ thấy được cái lục nhân quả được ứng nghiệm rất là lớn cho nên cố gắng khắc phục và sửa chữa bản thân cũng như là sống làm việc thế thiện đức thiện lành để có được cái quả ngọt cho chính mình Nếu các bạn có sự nắm tiền trong tay hoặc nắm vàng trong tay <laughs> Hoặc là có khả năng là dẫn khách hàng đi mua đất Đi coi đất hoặc là có thể có cái ký kết hợp đồng giấy tờ hồ sơ gì liên quan đến đất đai, nhà cửa Đối với những bạn làm những công việc đó đó Một điều gì đó nó sẽ được hoàn thành xong và nhớ giai đoạn này là bảo vệ sức khỏe, đặc biệt cái vấn đề dạ dày tiêu quá các bạn. Ăn chín uống sôi nha. đây mình thấy có thể là bạn có một cái sự gọi là thể hiện tình yêu thương bản thân quan tâm đến chính mình nhiều hơn. và ngoài ra một số bạn có thể là các bạn à, à, có tin tức liên quan đến vấn đề cướp giật lừa đảo hoặc là các bạn đi đâu đó xa cẩn thận cái vấn đề này hoặc là những bạn làm công việc gì đó mang tính bảo mật ha à, thì cẩn thận có những người gọi là đánh cắp thông tin chẳng hạn. Ừ. Mình thấy các bạn có rất là nhiều ý tưởng ha. À, Và có thể có tầm nhìn tươi sáng gì đó trong ngày Và có nhiều ý tưởng trong công việc Và nhớ bảo vệ cái ý tưởng các bạn Để tránh không có bị người khác đánh cắp ý tưởng Ở đây thiên thần michel đang có một sự gọi là hỗ trợ các bạn Trong cái việc tìm kiếm hạnh phúc, sức khỏe và sự tình dưỡng Bằng cách khuyên các bạn là hãy tôn trọng và yêu thương chính mình tình huống nào đó mà bạn hỏi thì có thể có một số khía cạnh không có ổn định là có thể ảnh hưởng xấu đến lòng tự trọng của bạn đã đến lúc các bạn phải tôn vinh bản thân mình ngay cả khi những người khác họ đối xử với bạn không có xứng đáng ha? bạn xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ chính mình và những người khác vì bạn đứa con yêu quý của vũ trụ và đồng thời buông bỏ những cái tình huống những tình trạng gì đó mà bạn bị lợi dụng ừ. hãy từ bỏ những hành vi mà trong thâm tâm bạn biết là không lành mạnh hoặc là không phù hợp với mình vì cảm giác tội lỗi làm xói mòn cái lòng tự trọng hãy có một sự yêu cầu người khác đối xử và một cách tôn trọng khi mà bạn có sự biết yêu thương trân trọng giá trị của mình thì tự khác người ta cũng sẽ có một sự gọi là biết đối xử bạn một cách chuẩn mực Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn.